Chưởng môn khiêm tốn chút chấp 400. Xích Ngọc, ngươi cũng nhận ân huệ của mẫn thân ta, sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi thật sự phải vô tình vô nghĩa như vậy sao? Tiêu rồi, vương nữ là người rất hiếu thuận. Xích Ngọc không từ thủ đoạn như vậy, nếu cô ta thật sự trở thành vua thì tộc của chúng ta sẽ tiêu đời mất. Sao Xích Ngọc có thể hèn hạ như vậy được? Từ độ cao này, thi thể và quan tài của nữ vương sẽ vỡ tan mất. Đáng ghét, chúng ta quá yếu ớt, không thể giúp đỡ cho vương nữ đại nhân. Vương nữ, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ rất có tình nghĩa. Nhưng sau khi ta đếm xong 3 tiếng, nếu ngươi vẫn không đồng ý, vậy thì vĩnh viễn đừng hòng nhìn thấy thi thể của nữ vương nữa. Mẫu thân, mau quyết định đi, bà. Công tử, cô gái đó hình như rất phiền phức, chúng ta có cần. Không cần vội, người ta còn chưa mở miệng cầu cứu mà, miễn cưỡng giúp đỡ có thể gây ra tác dụng phụ đó. Ta đồng ý với ngươi. Ngươi đúng là người có tình có nghĩa, nhưng mà nói không thì cũng không được, ngươi thề trước tượng thần của tộc chim ưng Thanh Ngọc đi. Thần của tộc chim ưng Thanh Ngọc tại thượng, hậu bối Thanh Ngọc cam tâm tình nguyện nhường vương vị của tộc chim ưng Thanh Ngọc cho Xích Ngọc. Nếu làm trái thì trời chu đất diệt. Vương nữ, không được. Sao lại như thế? Xích Ngọc, sao có thể vô sỉ như vậy được? Khốn kiếp! Chúng tôi sẽ không chấp nhận Xích Ngọc làm vua, chúng tôi không muốn. Vương nữ đại nhân, nếu nữ vương đại nhân và thần ở đây thì họ tuyệt đối sẽ không đồng ý người làm như vậy, khụ. Công tử, cho dù là như vậy cũng không ra tay sao? Không ra tay, vẫn chưa đến lúc đâu. Mình nhớ Peppa Pig trông như thế này, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy thật là trừu tượng. Câm miệng! Xích Ngọc, bây giờ có thể trả thi thể của mẫu thân ta lại cho ta được rồi chứ? Đương nhiên là không rồi. Hắc Ngọc, mang nó đi, vâng. Xích Ngọc, ngươi muốn làm gì, vì sao không giữ lời? Ta là muốn ngươi đau khổ, muốn ngươi tuyệt vọng. Ngươi tưởng đánh thắng ta thì có thể có được tất cả sao, ngươi nằm mơ đi. Không ổn rồi, vừa nãy tuy đã đánh bại cô ấy, nhưng vết thương của mình lại bị rách rồi. Vì ta không phải là huyết mạch thuần chủng của tộc chim ưng Thanh Ngọc, cho dù ta là đại yêu ngũ cảnh duy nhất trong tộc, thì mẫu thân của ngươi cũng chưa từng đối xử với ta như là tộc nhân thật sự. Ta phải bắt các ngươi trả giá. Ta nói với ngươi một chuyện nữa, chuyện trong lãnh địa của tộc chim ưng lông đen có linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng là chuyện ta bịa ra. Mục đích là để lừa ngươi rời khỏi bộ tộc, liều mạng đi tìm linh dược cho nữ vương sắp chết đó, sau đó ta sẽ dễ ra tay hơn. Ngươi có ý gì? Không sai, mẫu thân của ngươi căn bản vẫn còn có thể sống thêm được một khoảng thời gian, là ta đã nhân lúc bà ta bệnh tình nguy kịch mà bóp chết bà ta, ta nhìn thấy bà ta từ từ tắt thở. Hơn nữa tộc chim ưng lông đen vốn đã thèm muốn thiên phú của tộc ta, lừa ngươi đến lãnh địa của chúng tìm linh dược, thì ngươi chắc chắn sẽ chết, đây là một mũi tên trúng hai đích. Xích Ngọc, ta liều với ngươi. Ha, muốn giết ta, chỉ dựa vào ngươi sao? Hắc Ngọc, quay lại cùng ta giết cô ta đi. Hắc Ngọc, ta gọi ngươi không nghe thấy sao? Hắc Ngọc. Mẫu thân, tạp chủng của tộc chim ưng Thanh Ngọc, bên kia vẫn còn một con màu đỏ. Các ngươi mau giết à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ba tộc chim ưng lại đồng thời xuất hiện ở đây? Hơn nữa, con chim ưng lông đen to lớn đó là Hắc Vương. Phải chạy trốn, hôm nay là lúc tộc chim ưng Thanh Ngọc sẽ bị diệt tộc. Mẫu thân, đừng mà. Cũng được rồi. Mẫu thân, bài học đầu tiên cho con chim nhỏ đó khi bước vào thế giới, đó là nhìn rõ hiện thực. Tộc chim ưng Thanh Ngọc này đúng là quá ngây thơ rồi. Nhưng mà, báo ứng của ác nhân cũng sẽ đến rất nhanh. Cứu mạng a, đừng mà. A. Bọn chúng là tộc chim ưng lông đen, tộc chim ưng lông xanh và tộc chim ưng lông trắng. Sao ba đại bộ tộc chim ưng lại liên hợp lại đến địa bàn nhỏ nhoi của tộc chim ưng Thanh Ngọc? Không tìm thấy khí tức của dị thú thượng cổ, bọn chúng trốn rồi sao? Trốn trong bóng tối muốn cho ta một cú sấm sét, quả nhiên lại cách làm mà xúc sinh dị thú có thể nghĩ ra. Đợi đã, trên người nữ tử nhân tộc đó lại che giấu khí tức của ba con dị thú thượng cổ. Lạc Băng, nhìn thấy con chim ưng to to đó không? Nhìn thấy rồi, công tử, sao thế? Nó, nó hình như đang nhìn ta. Nếu ta đoán không sai, nó có lẽ là đã phát hiện khí tức của dị thú thượng cổ trên người ngươi. Dựa theo tập tính của yêu tộc và dị thú thì rất có khả năng là nó đang muốn nuốt chửng ngươi. Công tử, vậy phải làm sao đây? Đã phát hiện ra dị thú thượng cổ, nó đang ở trong cơ thể của nữ tử nhân tộc đó. Ai bắt sống được nữ tử nhân tộc đó, thưởng 10 viên yêu đan ngũ cảnh. Hắc Vương hào phóng. 10 viên yêu đan ngũ cảnh có thể giúp mình trực tiếp đột phá lên lục cảnh. Tu sĩ nhân tộc bên cạnh cũng chỉ là ngũ cảnh, chúng ta người đông thế mạnh. Có thể làm gì nữa, rót trà trước đi. Hả, ấy. Vâng, công tử. Đối diện với đại yêu lục cảnh thì còn có thể làm gì nữa? Ngũ cảnh đại viên mãn. Chỉ có thể đột phá cảnh giới trước thôi. Thật sự không ngờ tới Xích Ngọc là loại chim đó. Ban đầu tưởng cô ta chỉ là mưu cầu sức mạnh, nhưng bây giờ xem ra cô ta rõ ràng là cặn bã. May mà kết cục của cô ta thê thảm, nếu cô ta được tẩy trắng thì đúng là không thể nhịn được. Vậy thì trận đại chiến tiếp theo, Triều Ca sẽ đối phó như thế nào đây? A. Sau khi đột phá, lại tiếp tục bật hách. B. Đại yêu thất cảnh, e là khó đối phó, hay là bỏ chạy. C. Tôi không tin đại yêu thất cảnh này chưa từng nghe danh của Triều Ca. Triều Ca rất nổi tiếng ở Thiên Huyền mà. D. Gọi người đến giúp đỡ. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.